người già ai mà chẳng thế. Ở lại thì mẹ ở đâu? Ai chăm, ai lo được? Nếu mà anh không chăm được ấy, ăn để em chăm. Ông xe của tôi có vai trạng Dương Lão không? Để tôi gửi bà già tôi vào đấy. Anh nói cái gì đấy? Mẹ đẻ ra anh mà tại sao anh lại đối xử với mẹ như vậy? Cô im đi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chào bác sĩ. Anh về rồi đấy hả? Mà sao giờ này anh mới về? Anh biết là hôm nay mẹ đi khám, anh cũng không có một cuộc gọi hỏi cho em. Thì em đưa mẹ đi khám rồi còn gì nữa. Có chuyện gì em đã gọi cho anh. Anh đi làm thì mệt mỏi, thời gian đâu ra mà gọi. Anh có biết là bác sĩ chẩn đoán mẹ là bị bệnh đạn chí của người già không? Anh hỏi xem là như thế có quan trọng không? Có em quan trọng ấy. Người già ai mà chẳng thế. Mà bao giờ mẹ về đấy? Anh hỏi là về đâu? Thì về quê chứ về đâu nữa. Anh này, em đang tính là để cho mẹ ở trên này với vợ chồng mình. Bây giờ mẹ về quê cũng không có ai chăm sóc. Mẹ đang bệnh mà. Em bị làm sao đấy? Ở lại là ở lại thế nào? Ở lại thì mẹ ở đâu? Ai chăm, ai lo được? Mà em có biết ở trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, thêm một người ăn là thêm một khoản tiền. Mẹ là mẹ của anh, sao anh lại nói thế? Mẹ sinh ra anh cơ mà. Nếu mà anh không chăm được ấy, ăn để em chăm. Thôi được, tùy em đấy. Đấy là anh cứ nói trước thế. Không đến lúc em lại ăn hận. Anh thật là... Con đi làm rồi đấy hả Tài? Đợi mẹ một chút nhá. Có ngay đi mà. Bố thân còn tuổi. Con đi làm được rồi đấy hả Tài? À, hôm nay mẹ nấu cái món canh khoai mà con thích nhất nhé. Con đi làm được rồi đấy hả Tài? Thế bao giờ thì con đưa cái con bé Linh đi đến chơi với mẹ đấy hả Tài? Khổ quá, con đi làm về rồi. Hơn nữa, con và Linh cưới nhau lâu rồi mẹ ạ. Thế à? Mẹ không nhớ. Sao mùi dị ghét đấy. Ôi trời ơi, anh ơi, anh đun cái nồi không ở trên bếp đấy à? Là mẹ đấy, mà có ai khiến mẹ làm đâu. Mẹ, anh đã thấy chưa? Nếu mà bây giờ mẹ ở một mình thì làm sao? Mẹ ơi, là do chúng con bất cẩn ạ, không phải lỗi của mẹ đâu ạ. Anh đừng có mắng mẹ. Phiền phức. Mẹ ơi, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhá. Xong rồi một chút nữa con nấu đồ ăn xong, con gọi mẹ ra ăn nhá. Thank you.
Mẹ, mẹ ơi, mẹ về nhà với con đi. Cô là ai? Mẹ, con là con của mẹ, con là Linh, vợ của anh Tài. Tài nhớ tôi, nó vẫn còn đang học đại học ở trên thành phố. Sao nó đã có vợ được? Mẹ, bây giờ mẹ về nhà với con là con của mẹ mà, chúng ta là một gia đình nữa này. Bây giờ mẹ về nhà với con, chờ anh Tài về. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Ngồi ở đây gió mà lạnh lắm mẹ ạ. Được, được, về. Về nhà nhé. Vâng ạ. Đi. Đi đường nào? À, đây, đi đằng này. Con mời mẹ uống nước ạ. Bảo là anh đi về sớm để tìm mẹ cơ mà. Sao bây giờ anh mới về? Công ty bao việc, ai cho về mà về. Thôi, bây giờ anh đi vào ăn cơm đi. Em với mẹ ăn trước rồi, để kịp giờ mẹ uống thuốc. Sao lại ăn cơm trước? Thế tôi ăn cơm một mình, ăn cơm thừa à? Anh, mẹ không chịu ăn cơm một mình. Em nấu cơm rồi cơ mà. Em để phần riêng cho anh rồi đấy. Anh đi vào ăn cơm đi. Thôi, để bây giờ con đưa mẹ vào phòng nhá. Mẹ đi theo con. Vợ ơi, hôm nay anh mệt lắm, cho anh xin nhá. Lúc nãy em cho ăn trứng trần rồi gì? Không. Thôi à. Nay thằng Tài nó về thăm nhà, mẹ nhớ nó quá. Mẹ sang đây ngủ cùng với nó. Nó thích ngủ chung với mẹ lắm nha. Toàn sợ ma đấy. Trời ơi, mẹ làm cái gì đấy? Mẹ về phòng đi. Con trai của mẹ. Con nói con sợ ma mà. Có mẹ đây rồi, không sợ ma nữa nhá. Mẹ ơi, chẳng có ma quỷ gì ở đây hết cả. Linh, em đưa mẹ về phòng đi. Mẹ ơi, chắc là mẹ nhớ nhầm rồi đấy. Anh Tài anh ấy lớn lắm rồi, anh không còn sợ ma đâu. Mẹ nằm giường này chậm lắm, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhá. Đi, mẹ đi với con nhá. Lớn rồi, vâng. Xa mẹ rồi, không sợ ma nữa rồi. Đúng rồi. Mẹ con mình đi về phòng đi. Về phòng rồi nhé. Alo, ông à, đang làm gì đấy? À, tôi có chút việc, cần nhờ ông giúp đây. Bà già tôi cứ lẩn tha lẩn thần, chẳng biết phải làm thế nào. Ông xem hộ tôi có cái trại dưỡng lão không, để tôi gửi bà già tôi vào đấy. Nghĩ kỹ chưa, mẹ ruột của ông đấy. Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi, nhưng mà tôi không thể nào mà chịu được nữa cơ. Giúp tôi nhá. Ok, thế nhá. Anh nói cái gì đấy? Mẹ đẻ ra anh mà, tại sao anh lại đối xử với mẹ như vậy? Thôi, tôi mệt lắm rồi. Tôi đã quyết thế rồi, cứ thế mà làm đi. Mệt á? Anh chăm sóc mẹ được ngày nào mà anh bảo mệt? Mẹ nuôi anh lớn khôn này, mẹ sinh ra anh này. Bây giờ anh chăm mẹ một tí thì anh bảo mệt. Anh có còn là con người nữa không đấy? Thôi, cô im đi. Mẹ xin con, đừng nói to, thằng Tài nó sợ nhất là người nói to đấy. Người xưa có người nói to, nó sợ nó khóc đấy.
giờ là mẹ bị mất trí nhớ thật đấy. Nhưng mà tâm trí mẹ lúc nào cũng có anh, lúc nào cũng bảo vệ anh. Còn anh thì sao? Anh thử nghĩ xem. Sau này khi mà chúng ta có con, khi mà mình già đi, con của chúng mình đối xử với mình như thế thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng, đừng. Anh là người con tồi tệ lắm đấy. Đừng mà. Đừng khóc mà. Đừng khóc, mẹ đây rồi. Mẹ. Mẹ ơi. Con sai rồi. Đừng khóc. Con xin lỗi mẹ. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ đây rồi. Đừng khóc, đừng sợ. Mẹ ở lại với bọn con mẹ nhá. Đừng khóc. Vợ ơi, anh sai rồi. Vợ chồng mình cùng nhau chăm sóc mẹ nhá. Mẹ ơi. We'll be right back.